mọi người, hôm nay Ngân sẽ đập hộp cái nón bảo hiểm của Ngân mua, ta nói trước mùa dịch mà bị cách ly tới bây giờ mới được á, lôi em nó ra đeo khổ quá à. Tội em nó quá à. Đây là cái nón, còn đây là cái đồ che, cái máy hiên của nó nè. Rồi xíu nó sẽ lấy cái nón ra. Nó rất là thích cái nón nhưng mà hả, đập hồ cho các bạn coi thôi chứ Ngân cũng không có biết chỗ mua. Bạn Ngân nó mua giùm, Ngân thích quá. Bạn Ngân mua màu đen, còn Ngân mua màu trắng. Ngân rất thích màu trắng nha mọi người. Ai mà thích cái hở phong cách mà sporty hay là ai chạy mô tô thì cũng sẽ đeo cái này, đổi cái này được nha, tại vì cái này nó ngầu à. Nhưng mà cái này cái khuyết điểm á là khi mà Ngân búi tóc á thì sẽ không có đội được nó, tội nghiệp em nó quá. Đây để đội lên nha mọi người. Ok, bây giờ đội lên. Cái này nó hơi chật, không biết cái này size gì, quên mất rồi. Mày có đó chứ, nó chật như vậy nhưng mà đội rất là chắc luôn mọi người. Trời ơi, cái này á là mọi người gắn cái máy hiên lên, nhưng mà anh thấy gắn máy hiên lên nó xấu à. Nó làm cho cái nón xấu ghê luôn á, nên anh thích đội như vậy hơn đó. Dài vô, trời ơi, cái này là bao an toàn luôn mọi người, đeo muốn mó mạch luôn. Xong rồi ở đây á, nó là có cái nón nữa nè. Ồ, ngầu đét. Mình quên tháo cái này ra má ơi luôn á. Nhưng mà đẹp không mọi người, trời ơi, che mưa nè. Che mưa, à, hết mưa, che nắng, à, hết nắng. À, trời, không ai mỗi lần mà đập hộp review mà khùng như mình luôn á trời. Cái này là cái size, à, có 960 rồi mọi người, cũng rẻ. Size này là size XL nha mọi người, không tin được là hả, nó to như vậy luôn á. Ban đầu nó còn tính lấy size S nữa mọi người, xong rồi nó không có, xong rồi lấy đồ size M thì cũng không có màu trắng thì phải. Xong bắt đầu mới đổi cái thành này, mà con cũng không ngờ cái đầu anh to. Một là cái đầu anh to, hai là ở trong nó quá là nhiều, mà đồ rất là chắc luôn mọi người. Cái này không có thể nào bỏ được. Ai đi mô tô thì phừa là siêu. Trời ơi, đẹp cái em này, siêu ngầu đét nha. Trời ơi, đó, hôm nay người xuống đường cho nên anh đổi này luôn đó, là nói không sợ virus luôn á mọi người. Thôi đập hộp mọi người vậy thôi, lần sau có cái khác thú vị hơn anh sẽ đập hộp tiếp. Quên để giờ gỡ ra cho mọi người coi nữa. Đổi vô cũng cực mà gỡ ra cũng cực, thôi để dài luôn được không? À, không có ngờ cái đầu mình nó to như vậy luôn mọi người. Đội vô cũng mệt, tát hết mồ hôi. Quay đầu cái clip mà nấu luôn. Đội vô cũng mệt mà thấy gỡ ra cũng mệt luôn mọi người. Nhưng mà được cái nó an toàn nha. Bạn nào họ thích an toàn như Ngân thì thôi cứ mua đi, cũng vui lắm mọi người. Tóc xõa mới đội được nha. Ai mà sợ hư tóc thì thôi dẹp luôn đi nha. Tại vì nó hư tóc là cái chắc nó mới duỗi xong mà bây giờ nó quăng quéo ra luôn. Búi tóc thì thôi cũng dẹp luôn nha. Cái này là không búi được nhưng mà đẹp quá nè. Trời ơi, ôm thấy cũng xịn sò luôn mọi người. Bye.